Chào mừng quý bà con trở lại với cửa hàng Thế Giới Máy chúng tôi, để giúp bà con tận dụng tối đa những phụ phẩm hiện có tại gia đình để mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất cho mô hình chăn nuôi của mọi nhà. Ngày hôm nay Đình Vân có một đơn hàng ra máy ép cám viên đi Sóc Trăng cho khách, và bây giờ Đình Vân xin mời bà con chúng ta cùng đi tham khảo thực tế về sản phẩm này. Đây là máy ép cám viên Takeo TK150. Với hệ thống ép cám viên của máy, máy sử dụng hai rulo rất dày và to. Phiểu cho nguyên liệu được làm bằng inox, để truyền tải qua bộ ly hợp được gắn với dây đai, và dây đai có ốp bảo vệ bằng inox rất là chắc chắn, giúp chúng ta sử dụng trong thời gian hoạt động đã không mang lại rủi ro trong công việc. Hệ thống truyền tải bằng motor điện sử dụng điện một pha gia đình 220V với công suất 3 kW, 4 ngựa, và motor được làm với 100% rồn lõi đồng, bảo hành 12 tháng. Và nếu có lỗi nhà sản xuất, quý bà con mang motor tới cửa hàng đổi mới hoàn toàn 100%. Máy được thiết kế với bộ khung rất là dày chắc chắn bà con. Bánh xe rất linh hoạt cho chúng ta di chuyển. Ngoài ra còn có một bộ phụ kiện để sử dụng cho tháo thay mặt sàng và cân chỉnh trục rulo. Đấy. Quý bà con hãy nhanh tay gọi vào số điện thoại nằm dưới góc video để được chúng tôi tư vấn chi tiết, nhiệt tình, chu đáo hơn về sản phẩm, để lựa chọn cho mình một sản phẩm hợp lý nhất, mang lại lợi ích kinh tế cao nhất cho gia đình. Xin chào, hẹn gặp lại quý bà con.